Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Unfast Converter. Với những anh em nào đang là fan của đội dòng và thích những cái bộ PC có thiết kế gọn gàng, tinh tế thế nhưng vẫn phải có led RGB thì không thể nào bỏ qua cái cấu hình mình đang có ở đây. Thì đây là một cấu hình được mình sử dụng rất nhiều những linh kiện đến từ MSI với mang chủ đề tông màu là đen trắng. Với những cái linh kiện đến từ MSI chúng ta sẽ có thêm một số những phụ kiện nữa. Thế nhưng những phụ kiện nào thì đến cuối video thì mình sẽ bật mí dành cho anh em. Bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào cái cấu hình được mình trang bị ở đây. Thì mình sẽ nói về các thành phần CPU, thành phần mà anh em không nhìn thấy được. Thì với CPU được mình để ở đây là CPU Intel Core i7 12700F. Có thể nói thì đối với thế hệ thứ 12 của Intel đã là một cái bước nhảy vọt về mặt hiệu năng rồi. Chúng ta có hơn 8 triệu đồng dành cho một mẫu CPU có 12 nhân và 20 luồng xử lý. Chỉ cần nghe đấy thôi là anh em đã có thể tưởng tượng được cái hiệu năng nó tốt đến cỡ nào rồi. Ở bên trong vỏ hộp của Intel Core i7 12700F có được trang bị một tản nhiệt stock và dĩ nhiên thì mình sẽ không thể nào dùng cái tản nhiệt stock này để tản nhiệt cho CPU được, và thay vào đó thì mình sẽ sử dụng một hệ thống tản nhiệt rời khác và mình sử dụng đó chính là tản nhiệt nước All-in-One với RAS là 240. Khả năng tản nhiệt theo như mình đánh giá là khá tốt dành cho CPU Intel Core i7. Cái RAS sử dụng ở đây là RAS 240 và cái tản nhiệt thì mang logo của MSI. Chủ yếu thì theo những ý nghĩa khách quan ban đầu mà mình tưởng tượng ra thì hệ thống tản đây sẽ phù hợp dành cho anh em fanboy không quan tâm nhiều lắm đến hiệu năng. Thế nhưng khi mà mình lắp vào và mình trải nghiệm thực tế thì mình thấy cái hệ thống tản nhiệt nước của MSI này hoạt động khá tốt. Khi mình stress test bằng Prime 95 thì cái mức nhiệt giữ ổn định ở khoảng 80 độ C. Thì đây không phải là một mức nhiệt cao so với mỗi CPU tiêu thụ khoảng 180W điện và khi stress test cả CPU rồi. Còn khi mà anh em sử dụng thông thường không stress test chỉ chơi game thôi thì mức nhiệt thấp hơn rất nhiều. Khi mà mức nhiệt nhiều lắm chỉ khoảng hơn 50 độ C, tức là hoàn toàn thoải mái để anh em có thể chơi game và có thể nói rằng đấy là một trong những cái nhiệt độ lý tưởng để chúng ta có thể chơi game trong thời gian rất dài. Về thành phần board máy chủ thì với CPU non ca thì anh em không nhất thiết phải sử dụng những mẫu board máy chủ quá đắt tiền. Thay vào đó chúng ta chỉ cần sử dụng những mẫu board máy chủ đủ tốt để có thể phát huy được hết hiệu năng của CPU. Thì với MSI thì chúng ta đang có một mẫu board máy chủ gọi là B660 Tomahawk cực kỳ tốt. Thậm chí mình nghĩ nếu như chúng ta có thể gọi là vứt cái dòng chữ B660 đi mà thay bằng một dòng Z vào thì người ta nhìn qua người ta cũng không thể nào nhận biết được. Bởi vì sao? Cái khu vực cấp điện dành cho CPU được làm rất tốt, thậm chí có tận hai cổng cấp nguồn 8 pin. Trong khi đó để chạy i7 chúng ta chỉ cần một cổng cấp nguồn 8 pin là đã có thể sử dụng cực kỳ thoải mái rồi. Còn lại về những thành phần linh kiện xung quanh những khu vực cấp điện dành cho CPU này, khu vực VRM cũng được làm những miếng heat sink lớn để có thể tản nhiệt được. Chúng ta có 4 khe RAM, 2 khe PCIe, trong đấy sẽ có một khe bọc thép và tổng cộng là 3 khe cắm SSD, vô cùng nhiều và tiện lợi để anh em có thể nâng cấp. Ở nhân tiện đây thì mình cũng sẽ nói về hệ thống RAM. RAM thì sẽ phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu sử dụng thực tế của từng cá nhân. Đối với khía cạnh của mình sẽ xét trên cái khía cạnh là anh em thường xuyên chơi game và sẽ tập trung chính để chơi game thôi thì sử dụng hai thanh RAM 8GB với mức dung lượng là 16 là cực kỳ ổn để chúng ta có thể chơi game rồi. Dĩ nhiên thì là trong tương lai nếu như anh em nào mà cảm thấy thích hoặc là chỉ cần nhìn qua muốn cắm đầy thôi, em có thể cắm 4 thanh 8GB với 32GB là cực kỳ thoải mái để chúng ta có thể sử dụng rồi. Vậy là chúng ta đã có CPU, RAM, bo máy chủ để hoàn thiện được một cấu hình chơi game. Chúng ta cần một yếu tố đó chính là về thành phần VGA. Mình đã lựa chọn ở đây một phiên bản RTX 3060 màu trắng của iGame để có thể đồng bộ được về phần màu sắc. Và nếu như anh em nào mà có chi phí tốt hơn thì hoàn toàn có thể chuyển sang sử dụng những cấu hình có cái VGA khá cao hơn, không phải là phiên bản 3060, có thể là 3070 hoặc là 3080, miễn là anh em có chi phí là chúng ta đã có thể chuyển sang rồi. Thì với RTX 3060 thì ổn nhất anh em sẽ chơi game ở chế độ phân giải là Full HD. Nói chung là tất cả những tựa game chế độ phân giải Full HD thì đều có thể max setting được. Tuy nhiên thì một số anh em sẽ thích chơi game trên độ phân giải cao hơn, thậm chí là sử dụng trên màn hình 2K thì RTX 3060 vẫn có thể đáp ứng được. Tuy nhiên thì anh em sẽ cần phải lựa chọn những setting, những cái tựa game để chơi sao cho phù hợp nhất, bởi vì một số những tựa game nặng quá thì RTX 3060 cũng phải khá là khó thở đấy. Thế nên thì để cho anh em có thể dễ lựa chọn nhất thì mình cũng đã mang tới đây một mẫu màn hình đến từ MSI để anh em có thể quan tâm và lựa chọn. Thì đây là một mẫu màn hình có cái kích thước là 27 inch, độ phân giải là 2K, tần số quét là 75Hz và điều thú vị nữa là cái màn hình cũng có màu trắng hợp tông với sản phẩm luôn, trông kiểu quá trắng trẻo và đẹp đẽ. Thì bây giờ sẽ là phần test hiệu năng luôn để anh em có thể trải nghiệm.
Và như anh em thấy ở đây là khi mà mình xây dựng cấu hình thì có rất nhiều đồ MSI. Ngoài việc để giúp cho anh em fan MSI có thể tham khảo và lựa chọn sản phẩm ra, thì bên mình cũng có thêm một chương trình khuyến mãi nữa. Đó chính là khi anh em build những sản phẩm liên quan đến MSI, bao gồm bo mạch chủ, VGA, vỏ case, tản nhiệt, nguồn, thì chỉ cần build từ 2 sản phẩm trở lên và tối đa là 6 sản phẩm, anh em đã có thể có một cấu hình. Thứ nhất, chúng ta chơi game cực kỳ tuyệt vời. Và cái thứ hai nữa là những cái đồ được tặng kèm bao gồm gaming gear phục vụ rất tốt cho nhu cầu chơi game như là chuột, bàn phím, tai nghe hoặc là một số những phụ kiện khác để trang trí cho góc gaming. Và dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ có những sản phẩm theo tông của MSI. Vậy thì đường link cũng như là những cái mô tả chi tiết về sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.